Chào mọi người trở lại với Happy Channel. Video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách như thế nào để gắn cái camera hành trình, camera hành động ở trước cái miệng của cái nón bảo hiểm full face như thế nào cho nó gọi là dễ dàng nhất và nó chắc chắn nhất có thể. Thì như các bạn biết á, thì một số dòng nón sau này họ thiết kế thể thao nè, thì nếu như mà dùng cái ngàm nguyên bản của camera hành trình gắn vào đây á thì nó rất là khó để bám, tại vì nó nhọn nè, cái mặt phẳng nó không đủ để bám. Ví dụ như là những cái ngàm mà ngàm nhỏ nè, ở đây thì mình rất là đầy đủ dịch phụ kiện gắn luôn nha. Đó, ví dụ như cái ngàm nhỏ như thế này nè, mình gắn vào thì chắc chắn là nó sẽ không tiếp xúc hết, nguyên cái bề mặt này nó tiếp xúc được khoảng là 30% thôi. Thì như thế này nó rất là lỏng lẻo luôn nè, bạn thấy nó còn hở bên đây không? Đó, do đó thì bên mình và bạn của mình á mới làm cái bộ khung và làm cái miếng mồi á, ngàm camera hành trình ở đây á, cho nó phù hợp, nó fit tới từng cái dòng nón luôn, những dòng nón phổ biến ở Việt Nam nha. Ví dụ như là Yoni 978, TRC mình đang bán nè, và một số cái dòng nón là 2S353, 320. Thì nếu mà các bạn sử dụng cái miếng này á, miếng này nó tác dụng như cái miếng mồi thôi. Cái miếng mồi này á, khi chúng ta để vào đây á, mình thấy không, có cái khớp nè, vừa đủ cho cái này nè. Ở đây thì mình hướng dẫn chính là trên dòng TRC thôi, nhưng mà tất cả những dòng nón mình đang bán như là Yoni 978 hoặc là F2, FF353 rồi á, thì nó vẫn có đủ. Nhưng mà khi mình dán, mình thử, mình ướm này vô nè, thì nó fit tới là 90% luôn. Đó, bạn thấy á, nó này còn một miếng khoảng là nửa 5 gem à, để cho mình dán tiếp xúc bờ keo thôi. Và cái này mình bật lên bật xuống thoải mái nha. Đó, thì là mình thiết kế mình đã tính được hết gì phần này rồi. Rồi thì cái này nó tác dụng giống như cái miếng mồi khi mình gắn vào đây á, là cái miếng này tiếp xúc chắc chắn nhất. Và cái miếng ngàm này á, mình mới dán ngược vào đây nè, đó, thì nó sẽ gọi là chắc chắn nhất có thể luôn ha. Cái này là làm fit cho từng dòng nón nha, chứ không phải là làm một cái để cho fit hết tất cả những dòng nón khác, tại nó không có cơ sở. Một số dòng nón như là L2 á, thì cái ngàm của nó sẽ nó mềm hơn, nó mềm mại hơn, cái đường độ cong của nó không bằng cái này, do đó cũng cần một cái phần tiếp xúc khác. Mình sẽ lấy camera hành động ra. Thì cái lợi ích của gắn cái ngàm, cái camera viết chung ngàm miệng thì bạn biết được, mình dễ dàng điều chỉnh góc quay và mình chủ động hơn trong cái cảnh quay. Đó, cái lợi ích của nó là nó nằm trước đây nè, bạn sẽ biết được nó đang hoạt động hay nó tắt, hoặc là thấy cảnh đẹp thì bấm quay liền, thao tác tới chắc là sẽ dễ. Đó, còn mà ở trên đầu nó dễ thường khó hơn. Và ở trước miệng này thì nó cũng bị nhược điểm nữa là nó sẽ hơi bị mất cân đối cái khối lượng, cái trọng tâm, do đó nó hơi mỏi cổ hơn so bình thường. Cái này nó cũng không có nặng lắm, khoảng 50g, 100g mà. Gắn mấy cái này thì không sao hết ha. Đầu tiên để gắn cái này á thì mình sẽ có keo 3M. Đó, những keo 3M như thế này thì shop mình cũng có bán luôn. Một bọc thì 8 miếng là 40.000. Đó, dán nhẹ phía trong này nha anh chị. Mấy keo này dán nó có thời gian cho nó bám dính nha. Đó, phải làm sạch bề mặt, đè sát nó vô như thế này á, cho nó ăn theo những cái rãnh này nè. Thì khi đó bằng áp vô đây á, nó mới đảm bảo là nó chắc chắn nhất có thể nha. Đó, keo này thì nó rất là dính nha. Đó, mình phải làm sạch cái bề mặt tiếp xúc với hai cái trước. Đó, dán cái mặt trong rồi nè, rồi sau nó mới mở này ra. Nó phải có thời gian để cho nó từ từ điều chỉnh dính nha các bạn, chứ gấp nó không được. Keo này dán vô mới cho nhanh thì dùng nó sấy chút xíu cho nó mềm, nó theo rồi buông ra là nó. Đó, thì mình nhắc đi nhắc lại nha, là mỗi một cái nón nó có cái ngàm kết cấu ngàm ở trước khác nhau nha. Thì đó bạn mua mình phải báo đúng là cái nón bạn là nón gì, thì mình mới cung cấp đúng cái mã, cái miếng này nè, nó fit được cái miếng mồi nè. Sau đó mình sẽ để vô đây nha. Đó, áp nó vô thì nó sẽ dính nhất có thể. Cái này thường là mọi người phải đè và khoảng là vài phút á thì cái nó mới là dính chắc được. Nó bây giờ thì rất là chắc luôn nè. Để từ từ nha, thì để gắn camera rất là dễ rồi. Camera này thì thường mình sẽ dùng cái hộp ngoài này. Đó, gắn nó vô đây. Cái này dòng rẻ tiền nha, trên H9R nha bạn, cũng có 1 triệu ngoài thôi, bảo hành 2 tháng 1 đổi 1. Thì cái này là phiên bản mới nhất của hãng, là nó đang là cái phiên bản là cái độ phân giải của cái camera là 20 megapixel, có thể quay được 4K luôn nha. Đó, mình để ra đi. Gắn vào đây trước đó thì thường đó là mình sẽ dùng cái miếng này.
dùng cái ngàm cong rồi nè đó. Để như vậy giờ mồi nó vô đây thôi, mồi nó vô đây giống gì nè. Rồi mình sẽ làm từng bước ha, không dán ở đây nó cái miếng này nó chủ yếu là cái bề mặt, nó làm cho cái bề mặt này nó phẳng để băng dễ áp cái này vô thôi. Rồi áp vào, thế này là dính chắc rồi nè các bạn. Đó, để thì kiểu thôi vậy. Bằng cái này mình có thể gắn ở dưới lên cũng được, ở trên cũng được. Đó. Thì em phải dưới lên nha, nó chắc rồi. Camera này thì cần có sự hỗ trợ thêm nữa của cái ngàm khác nữa. Dán vô đây. Đó. Mình thao tác như thế này nên hơi khó nha. Rồi sau đó cây nè, bạn cố gắng điều chỉnh đúng cái ngàm này rồi chọn nó qua được ha. Thì mình chỉ đã tương đối như thế này, hoặc chỉ nhìn như thế này. Khi mình chạy xe thì mình có thể dễ dàng điều chỉnh cảnh quay, góc quay thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều ha, dễ thao tác. Nhưng mà mình cũng lưu ý gắn ở vị trí này thì nó sẽ đổi lại là nó sẽ hơi bị mỏi cổ khi đi đường dài nha. Camera thì bạn biết đó, không phải là mình bắt xuống đâu, mình đi tới đoạn đường nào đẹp mình biết tới đó mình mới bắt mình quay thôi, chứ không ai bắt quay xuống hết. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.